Hello, xin chào các đồng nghiệp. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau trong một cái video chia sẻ lại quá trình mà thiết kế bộ quà Tết ha. Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ lại quá trình từ lúc nhận yêu cầu thiết kế cho đến lúc brainstorm, phác thảo, vẽ minh họa và hoàn thiện thiết kế cho bộ quà Tết của Ba Thước Food. Và hy vọng là những cái chia sẻ trong video của mình thì sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm việc và học tập. Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên là nhấn like video, ủng hộ mình bằng một nút đăng ký và comment phía bên dưới của video cho mình biết là cảm nhận của mọi người như thế nào nhé. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu đi vào nội dung chính, đó chính là quá trình mà mình đã thiết kế bộ quà Tết của Ba Thước Food. Đề bài họ đưa ra là cần thiết kế một bộ quà Tết sang trọng tặng cho đối tác, làm nổi bật nét văn hóa của người Tây Nguyên, đồng thời lồng ghép màu sắc thương hiệu vào trong đó. Túm lại là cầm một cái bộ quà Tết, biết ngay là của Ba Thức. Dựa trên những thông tin họ cung cấp, mình sẽ viết cụ thể trên một cái danh sách. Mình gọi nó là bảng yêu cầu thiết kế, sang mồm hơn thì gọi là brief đó mọi người. Cái bảng này thì mình vừa là nơi tổng hợp lại yêu cầu của khách hàng, vừa để mình brainstorm luôn. Trước khi mà đi vào thiết kế thì mình sẽ gửi cho client xem để thống nhất lại yêu cầu, xem có đúng hay không, xem là họ có muốn điều chỉnh hay bổ sung gì không. Bởi vì một khi mà mình đã đi vào thiết kế rồi thì cái việc điều chỉnh nó cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Mình nhận thấy là kể từ khi mình ứng dụng cái bảng này vào trong quá trình thiết kế của mình ấy, thì đã không còn phải lưu quá nhiều hoặc là lưu vô số những cái file final nữa rồi. Bởi vì cái tính cách cảm tính là cái thứ khó đo đếm và diễn tả nhất. Vì vậy mà có một cái thước đo để diễn tả sát nhất với yêu cầu thiết kế thì chính là một cái bước quan trọng ban đầu cho một cái job suôn sẻ. Và nhờ cái bảng tổng hợp này mà mình có thể quản lý được nhiều project cùng lúc mà không bị quên hay là nhầm các yêu cầu với nhau. Sau đó thì mình sẽ đi nghiên cứu và tìm nguồn cảm hứng. Trong bước này thì việc thu thập ảnh reference rất là quan trọng. Mình xem gần như là toàn bộ những cái tư liệu này, video của nhãn hàng để tìm những cái câu chuyện này, những cái hình ảnh đặc trưng. Sau đó thì mình sẽ phân tích và phác thảo nó vào trong cái bảng brief của mình. Tây Nguyên là một cái vùng đất trù phú với rất nhiều đặc thù riêng về cả nền văn hóa, không lẫn vào được với những tỉnh thành khác. Và cũng nhờ cái project này mà mình có thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu sâu về văn hóa con người nơi đây qua những cái video, bài báo về Tây Nguyên. Đồng thời là cũng nhờ những cái câu chuyện thương hiệu của Ba Thức mà mình cũng lấy được kha khá những cái ý tưởng để đưa vào trong phần hộp quà. Vì sao mà mình cần có cái bước này? Thì chỉ đơn giản đấy là mình cần có ý tưởng, nhiều ý tưởng để có thể đưa vào trong thiết kế của mình. Và bật mí cho các bạn nhé, không nhất thiết nó phải là một cái ý tưởng nào đấy sáng tạo hoặc là quá mới lạ đâu. Hãy đưa ra được một cái ý tưởng thuyết phục. Thuyết phục ở đây đó là gì? Nó có thể truyền tải được cái câu chuyện thương hiệu. Và mình nhận thấy một thương hiệu tốt là khi họ có màu sắc riêng, họ có cái câu chuyện và để có thể làm nổi bật được cái sản phẩm của họ. Khi nhận bất cứ một cái yêu cầu thiết kế nào thì việc mình đầu tiên cần trao đổi với client không phải là hỏi họ muốn vẽ cái gì hay là họ muốn thiết kế như thế nào, mà mình sẽ hỏi họ về điểm mạnh, yếu tố mà họ muốn làm nổi bật trong cái thị trường riêng của họ và có câu chuyện thương hiệu nào hay không. Có rất nhiều bên thường là họ sẽ không quan tâm tới điều này quá nhiều. Vì vậy mà khi nhận thì mình sẽ bắt buộc phải là người tự đi tìm hiểu và khai thác dựa trên những cái thông tin mà họ cung cấp. Chứ nếu mà cứ mơ hồ không rõ ràng thì người thiết kế sẽ như là bơi trong một cái bể vô cực, không biết nên làm gì hay là không biết khai thác ý tưởng ở đâu. Phải nói là khi đọc câu chuyện của Ba Thức, mình thấy nó rất là truyền cảm hứng luôn ấy. Đúng mô típ từ những ngày khó khăn này, buôn ba trên thành phố thất bại rồi trở về quê hương và bắt đầu khởi nghiệp từ con số 0, trải qua bao nhiêu là vất vả để thành công. Nếu mà bạn tò mò thì có thể tìm đọc thêm nha. Ở đây thì mình sẽ chỉ chọn những cái keyword sáng giá nhất để đưa vào trong tranh minh họa thôi. Đấy là cảnh trở về quê hương. Ngoài ra là khi tìm hiểu về Ba Thức thì mình nhận thấy là hình ảnh đặc trưng nữa chính là đồng cỏ xanh mướt với những chú bò vui vẻ. Vì thế mà mình đã tổng hợp thành một bức tranh như thế này. Anh Ba Thức sẽ trở về nhà với bó cỏ trên tay. Đón chào anh là chị Ba Thức cùng những chú bò đang chạy nhảy vui vẻ. Xa xa thì sẽ có lễ hội cầu an của người Tây Nguyên trong tiết trời mùa đông đậm gió. Rồi có đồng cỏ xanh mướt với chiếc máy cày màu cam signature hay xuất hiện trong những cái video của Ba Thức nữa. Đưa thêm những cái yếu tố như là hoa dã quỳ, chim én để nhấn mạnh về không khí mùa xuân. Dựa theo câu chuyện thì mình sẽ bắt đầu đi tìm kiếm những cái hình ảnh để làm mẫu. Những cái hình ảnh reference này sẽ giúp cho hình vẽ, nhân vật này, câu chuyện nó chuẩn nhất. Sau khi liệt kê và tổng hợp hình ảnh để làm reference rồi thì mình sẽ phác thảo sơ bộ dáng hộp, cấu tạo kiểu hộp và tranh minh họa. Rồi họp và trao đổi với cả client về cái ý tưởng này. Rồi mình sẽ nhận feedback. Xong thì mới bắt đầu là vẽ chi tiết để lên demo chính xác nhất. Có thể là bởi lúc nhận job thì cũng là cuối tháng 11 rồi. Hộp Tết mà làm gấp như vậy thì bình thường mình không dám nhận bởi vì là nó quá là gấp ý. Để có thể sản xuất được một cái bộ hộp quà Tết thì thường là các công ty và doanh nghiệp thì họ sẽ bắt đầu chuẩn bị từ tháng 9 rồi. Quay lại với cả phần vẽ minh họa, mình muốn là đưa vào phía trong hộp
Khi mở ra sẽ có một cái tranh pop-up để phía ngoài hộp sẽ có những cái chi tiết nó được tối giản và tiết chế đi, tạo cái độ sang trọng và tối giản. Nên là thay vì mình vẽ fix một cái bố cục tranh minh họa luôn thì mình sẽ chỉ vẽ riêng từng nhân vật. Và cuối cùng thì khi mà mình đưa vào sắp xếp chúng thì mình sẽ có thể là linh hoạt hơn. Mình có thể thay đổi các vị trí hoặc là mình có thể tách từng cái nhân vật, từng cái hình minh họa ra để sử dụng cho những cái vị trí khác trong phần hộp. Sau khi mà hoàn thiện tranh minh họa thì mình sẽ chuyển sang design dáng hộp, thiết kế những cái chi tiết pattern xung quanh của hộp. Đầu tiên thì sẽ là pattern in trên bề mặt của hộp. Mình không muốn là có một cái hộp nó bị trơn nhẵn quá, mà mình muốn là có một cái texture kiểu họa tiết để cái tổng thể trở nên đặc biệt và người dùng cũng có một cái trải nghiệm thích thú hơn. Lúc đầu mình nghĩ đến cái phương pháp là in dập họa tiết đặc trưng của Tây Nguyên, nhưng mà mình bắt buộc phải gạt nó đi, vì thứ nhất là thời gian sẽ không cho phép quá gấp để có thể bên xưởng họ tạo được một cái khuôn texture như vậy, mà chi phí để tạo ra một cái khuôn như vậy nó cũng cao nữa, nên chắc chắn là client họ sẽ không đồng ý. Nên là mình sẽ tạo pattern rồi mình in mờ. Chắc chắn là cái phương án này sẽ không tạo được cái trải nghiệm như bề mặt bằng phương án kia, nhưng mà ít nhất là nó đáp ứng được cái mong muốn là cái hộp nó không bị trơn nhẵn. Và toàn bộ các cái họa tiết mình đều vay mượn và lấy cảm hứng từ họa tiết trang trí trên nhà rông của người Tây Nguyên. Sau đó thì mình sẽ đưa vào bộ brush, từ đó thì mình có thể dễ dàng hơn trong việc design. Cái miếng mề đay đính nổi trên bề mặt hộp cũng được lấy cảm hứng từ tạo hình nhà rông Tây Nguyên, và đây sẽ là một tạo hình signature của toàn bộ cái bộ quà Tết này. Nó sẽ giống như là identity kết nhận diện riêng của bộ quà Tết ba thức ấy. Mình rất là tâm đắc với cả cái miếng hình thang này. Chi phí sản xuất hộp cũng là một cái yếu tố quyết định xem thiết kế của bạn có khả thi không. Vì vậy mà mình thường sẽ trao đổi trước với client xem là chi phí mà họ có thể đáp ứng khi sản xuất, số lượng sản xuất là bao nhiêu. Từ đó mình có thể lựa chọn chất liệu phù hợp. Nếu mà đưa ra những cái yêu cầu thiết kế đặc biệt hoặc chất liệu đắt đỏ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoặc là hướng tới đầu ra của sản phẩm. Đặc biệt là chi phí in ấn tại Việt Nam thì nó còn bị phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. Khi mà sản xuất số lượng quá ít thì chi phí cho từng sản phẩm cũng sẽ rất là cao. Nó sẽ là một cái bài toán khá nan giải đối với cả client và người thiết kế. Sau khi mà hài lòng với cả cái phần thiết kế demo rồi thì mình sẽ cần phải trình bày phương án để gửi cho khách duyệt. Cái bước này rất là quan trọng. Nếu mà mình không thể hiện rõ được cái ý đồ, câu chuyện trong bản thiết kế thì rất khó để client hiểu cũng như là chốt phương án. Vì vậy mà mình thường phải đưa lên trên mockup, xử lý hiệu ứng cũng như là các cái tạo hình sao cho nó sát nhất với cả sản phẩm sau khi in ấn hoàn chỉnh. Và trước đây thì khi làm tới cái bước lên mockup này thì mình thường mất rất là nhiều thời gian để tìm dáng hộp phù hợp với cả kích thước hay là kiểu dáng yêu cầu. Nhưng mà từ lúc mà mình biết tới Backdora ấy, thì mình đã tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và hiệu quả công việc cũng tăng lên đáng kể. Trên website này có đầy đủ các cái dáng hộp này, dáng túi, chai lọ vân vân, gần như là toàn bộ những cái sản phẩm mà available có thể sử dụng được. Thực sự là lúc mà mình tìm hiểu về cái website này mình cảm thấy là sao mà mình không biết nó sớm hơn ấy, bởi vì là ngoài việc có thể add thiết kế vào tất cả các dáng hộp chai tùy chỉnh thì mình còn có thể là xoay chỉnh các cái dáng hộp 3D giống như ở trong Blender luôn, và mình còn có thể điều chỉnh cả ánh sáng này, rồi có thể điều chỉnh cái độ đóng mở của nắp hộp này, mình có thể thêm thắt các phụ kiện này. Ngoài ra là cùng một cái kiểu hộp như thế, mình có thể là điều chỉnh kích thước, tỷ lệ của hộp. Ngồi mày mò một lúc mà mình đã thu về cả một cái rổ render ảnh chất lượng cao dùng để trưng bày lên project rồi. Duy chỉ có cái đoạn là mô phỏng 3D pop-up thì không có, nên là mình sẽ cần xử lý hậu kỳ bằng Photoshop thôi. Đơn giản lắm, mình chỉ cần là chọn ra một cái hình ảnh có cái dáng hộp mở nắp, sau đấy thì mình đưa vào Photoshop, mình add layer các cái dáng pop-up mà mình muốn, rồi mình thêm một chút bóng đổ là gần như mình có một cái hình ảnh nó sát nhất với thực tế rồi. Và mình chỉ cần là hoàn thành slide đem thuyết trình nữa thôi. Chưa kể là cái chi phí đăng ký nó cũng không quá cao ấy, khoảng hơn 100.000 một tháng là có thể sử dụng toàn bộ những cái mock-up ở trên này rồi. Và mình còn có thể thanh toán theo từng tháng một chứ không nhất thiết phải mua cả năm ấy. Vì thế mà mình thấy đây là một cái website rất là tiện lợi. Thỉnh thoảng mình không phải lúc nào mình cũng cần sử dụng đến website này, vì vậy mà lúc cần thì mình mới mua. Và trong cái tháng đấy thì mình cũng có thể là sử dụng tiếp để tạo ra những cái project cá nhân. Nó rất là tiết kiệm cho những cái bạn nào cần mockup sản phẩm mà lại không biết dùng Blender hay là dùng 3D để tạo hình ấy. Khi đăng ký thì các bạn nhớ là phải nhập cái mã HAN để được giảm 20% nhé. Cuối cùng là mình sẽ gửi demo phần mockup cùng với cả phần phân tích ý tưởng. Khi mà gửi rồi thì mình nhận lại cơn bão lời khen từ client và được duyệt luôn cái thiết kế đấy ấy. Cái lúc cảm giác mà mình nhận được thông báo là ok, cái thiết kế này nó đã được
approve rồi ấy, thì cái cảm giác nó vui mừng kinh khủng luôn. Nhưng mà tuy nhiên thì mình vẫn sẽ cần phải xử lý lại cái file thiết kế này, chuẩn bị một cái file market đầy đủ nhất để mình gửi cho xưởng in. Đây cũng là một cái bước cực kỳ là quan trọng và cần thiết để mình đảm bảo được là cái sản phẩm in ra nó đúng với cả yêu cầu của mình nhất. Nhìn lại cái file market thì mình thấy chóng mặt luôn. Thực sự là cái bộ quà Tết nó có quá nhiều thứ phải triển khai, hộp lớn hộp nhỏ, rồi tem dán túi đựng vân vân. Chưa kể là pop-up 3D phải cân chỉnh kích thước nữa. Cái đoạn này thực sự là mình sẽ phải cẩn thận rất nhiều vì chỉ cần sai một ly thôi là đi hết cả một cái Tết luôn. Đóng lại cái project thì mình nghỉ ngơi về quê ăn Tết nên là chưa có kịp làm video để chia sẻ lại quá trình. Tới nay thì cũng được nửa năm rồi. Hy vọng là những cái điều mà mình chia sẻ trong video thì có thể là giúp cho các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình làm việc cũng như là học tập ha. Vừa rồi là toàn bộ quá trình mà mình đã thiết kế ra bộ quà Tết cho Ba Thúc Food. Hy vọng là những cái chia sẻ trong video sẽ giúp cho các bạn có thêm động lực hay là truyền cảm hứng cho mọi người để mọi người bắt tay vào thử làm một cái project cá nhân. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, và hẹn gặp lại các bạn trong một cái project thú vị hơn nhé.